cặp đôi nào càng đăng công khai nhiều ảnh, càng dễ, đứt gánh. Công khai mối quan hệ trên mạng xã hội trở thành một điều rất bình thường trong thời đại số hiện nay. Tưởng tượng xem, loạt hình ảnh của hai người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thêm vào đó những lời khen, hẳn luôn khiến chủ nhân của chúng nở mũi. Thế nhưng cái gì quá cũng sẽ bội thực. Và với chuyện tình cảm thì điều này vô tình tạo nên một tín hiệu xấu đấy. Và giả thuyết này được xác thực phần nào ở cuộc nghiên cứu trên 108 cặp đôi. Mỗi người sẽ được điền báo cáo trong suốt 2 tuần bao gồm suy nghĩ của họ về mối quan hệ cũng như hoạt động trên mạng xã hội, ảnh, bài đăng trên tường, bình luận và cập nhật trạng thái. Kết quả cho thấy, trong những ngày họ cảm thấy quan hệ của bản thân đang trục chặt, họ sẽ thường xuyên cập nhật thông tin thường nhật về couple của mình hơn. Kết luận này đồng thời cũng nhận được sự đồng thuận của chuyên gia tư vấn tình cảm, Nikki Goldstein. Cô cho biết, những cặp đôi này thường đang vật lộn với vấn đề tình cảm của chính họ và muốn tìm kiếm sự đồng cảm tự mọi người qua công cụ là mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhóm các nhà tâm lý thuộc đại học brunel tiết lộ thêm đây là đối tượng gặp vấn đề về lòng tự tôn khi trở nên vội vã đăng tải hình ảnh thân mật của mình hành động này được xem như cách giải tỏa tạm thời để cho thấy họ bên nhau vẫn ổn tất nhiên không phải cặp nào thích khoe xương xương những hình ảnh ngọt ngào đều đang trên bờ vực cả quyết định chia sẻ nhiều hay ít vẫn phụ thuộc vào cả hai người nhưng tình cảm thì luôn cần sự vung đắp lâu dài